Những năm qua, huyện Văn Giang đã triển khai nhiều dự án đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng, trong đó có nhiều dự án đô thị có diện tích giải phóng mặt bằng lên đến hàng trăm hecta. Do đó, xác định rõ giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án vốn được coi là công việc khó khăn vì liên quan trực tiếp đến quyền của người dân. Nếu không làm tốt, đảm bảo công khai dân chủ sẽ rất dễ dẫn đến khiếu kiện ảnh hưởng đến tiến độ của dự án. Dự án khu đô thị sinh thái Dream City do công ty cổ phần Vinhome làm chủ đầu tư nằm trên địa phận hai xã Nghĩa Trụ và Long Hưng có tổng diện tích đất thu hồi gần 443 ha. Đến nay, huyện Văn Giang đã phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ trên 417 ha, bồi thường gần 2.455 tỷ đồng. Trong quá trình triển khai giải phóng mặt bằng, cấp ủy đảng, chính quyền và tổ chức đoàn thể từ huyện xuống xã thôn đã tích cực vào cuộc, vận dụng nhiều cách làm phù hợp, tạo được sự đồng thuận trong nhân dân. Đội 5 thì làm chọn ở khu dự án Dream City. Hiện nay đã là lấy tiền bồi thường tài sản là đất cũng như tài sản gắn liền với đất. Và tiếp đó bây giờ là dự án Đại An lại tiếp tục triển khai về khu vực đội 4 nằm trong địa bàn thôn Phúc Thọ. Thì qua cái việc Đại An triển khai, cái việc kiểm đếm tài sản là đất cũng như tài sản gắn liền với đất hiện nay đã xong 100%. Có được cái kết quả trên thì phải nói thứ nhất là Đảng ủy, Hội đồng dân, Ủy ban nhân dân bám sát vào các cái chủ trương của Đảng, chính sách chế độ nhà nước liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng. Cái thứ hai, chỉ đạo các ban ngành đoàn thể, các tổ chính trị xã hội và đặc biệt nữa là các thôn nòng cốt tiến hành như là họp dân, tuyên truyền vận động hội viên của mình là gương mẫu thực hiện. Cái thứ ba là kịp thời phản ánh những ý kiến, kiến nghị của nhân dân đến với cơ quan chức năng. Dự án khu đô thị nhà vườn sinh thái do công ty trách nhiệm hữu hạn Xuân Cầu làm chủ đầu tư nằm ngoài đê sông Hồng với diện tích gần 200 ha. Huyện đã phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ gần 136 ha với số tiền bồi thường trên 1.000 tỷ đồng. Đến nay hơn 800 hộ được nhận tiền hỗ trợ bồi thường gần 800 tỷ đồng, còn lại 175 hộ chưa nhận tiền bồi thường. Nguyên nhân là do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 nên chưa chi trả được. Thị trấn Văn Giang thì được cấp có thẩm quyền tiếp nhận cái dự án khu đô thị sinh thái. Từ khi triển khai đến nay cũng được cán bộ, đảng viên và nhân dân rất ủng hộ. Đấy, mà kết quả đến nay thì báo cáo đồng chí là đạt cái tỷ lệ rất cao. Cùng với những dự án chỉnh trang đô thị, huyện Văn Giang đang triển khai thực hiện 5 dự án đô thị. Quá trình triển khai thực hiện nguyên tắc 5 đúng về đo đạc, quy chủ, kiểm kê, áp giá và chi trả tiền đền bù. Với những vướng mắc thì huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để vận động thuyết phục, kịp thời giải quyết những kiến nghị của người dân. Đây là những dự án lớn nên trước khi triển khai thực hiện thì Văn Giang phải làm tốt cái công tác tuyên truyền vận động để người dân đều hiểu được các mục đích, ý nghĩa cũng như là lợi ích của các dự án đem lại. Cái thứ hai là cũng phối hợp với nhà đầu tư đề xuất với tỉnh những cơ chế chính sách đảm bảo hài hòa lợi ích giữa nhà nước, doanh nghiệp và nhân dân. Và thứ ba là quan tâm đến những quyền lợi chính đáng của người dân, tạo cái cơ giải quyết công an việc làm cho người lao động sau khi có đất bị thu hồi. Chính vì vậy mà giai đoạn vừa rồi là người dân đồng tình ủng hộ rất cao, đến thời điểm tất cả dân đó đều không có bất cứ một cái khiếu nại nào về giá. Công tác giải phóng mặt bằng đúng tiến độ để xây dựng hạ tầng giao thông đô thị cũng như các công trình công cộng có vai trò to lớn trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương. Sự ủng hộ và đồng thuận của người dân đã giúp tiến độ giải phóng mặt bằng được đẩy nhanh hơn, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư sớm triển khai thực hiện dự án, góp phần đưa huyện Văn Giang trở thành đô thị loại 3 vào năm 2025.